Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Vũ Sơn Kỳ Hương. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trích trong quyển Hoa Sen Tinh Tuyết của Thầy Bần Sĩ Vô Danh, bài Buồn Thương Giận Ghét. Nam mô A Di Đà Phật. Buồn rầu mày bệnh tim dồn dập, lo từ tới tấp nặng nề, vì mình chưa giác còn mê, cho nên gánh chịu nặng nề đau thương. Rồi cùng một con đường sanh tử, sao không tu để giữ linh hồn, mãi lo sự thế bôn chôn, vô tình hủy hoại linh hồn rã tan. Tạm gác lại đừng toan tính nữa, tập tu thiền gội rửa linh hồn, niệm Phật về tới Phật môn, nơi Tây phương cảnh mới tồn vững yên. Tuy còn ở nơi miền thế tục, chỗ dừng chân giây phút rồi lui, lo chi đau khổ bùi ngùi, quay về hướng Phật tâm vui Phật đàn. Buồn nào nuột canh tàn thao thức, nhồi cả tim rai rứt linh hồn, gió tâm dục dòng bôn chôn, hợp tan tan hợp có tồn gì đâu, bị chìm đắm quá lâu biển khổ, cơn sóng trần dồi dập tới bời, nó đùa lượn lượn bơi bơi, không bờ không bến biết nơi nào về. Nhìn cuộc thế chề mới nói, ta nguyện làm tôi mồi cho người, chê bay mắng chửi vui tươi, cúi đầu kính nguyện đại từ Quan Âm. Hộ cho con siêu tầm lối thoát, nhờ Phật bà nhỏ giọt tình bình, cho con chỉ nẻo chúng sinh, Quan Âm dập tắt lửa tình si mê. Đặng chúng biết đường về hết khổ, chốn hồng trần là chỗ đau sầu, đầu đội mang gánh quá lâu, sướng vui chi đó mà hầu mộng mơ. Mau kẻo kề tới giờ rồi đó, đò biệt ly đã có sẵn sàng, mau lo tu niệm bình an, chờ đò tiên Phật bước sang rước về. Thương cảm.
thương cảm buồn vui lẫn lộn hoài. Mến yêu trần tục khó mà lấy, vì thương cam chịu ôi xa lạ. Thương dục ái tình phải cuồng say, làm sao thoát được cho qua khỏi. Sám hối tu hành tánh thiện ngay, dục tình biến mất không còn nữa. Thương cảm rã rời chẳng dám lay. Thương mến dương trần lệ châu rơi, vì thương sai phạm chuyện tại trời. Thương cảm bạc tiền ôi tạo khổ, sợi dây liên lạc khó rứt rời. Vậy ta thay đổi tình thương ấy bằng lại tình thương để cứu đời. Không còn thấp kém thương cuồng dài, thương ở trong ta chẳng bằng lời. Thơ bài: thương những bậc tu mi anh dũng, không có quen làm đúng với đời. Kỳ cương không nói lạ lời, đúng là người ấy thương thời biết bao. Còn những bậc tài cao xứng đáng, phải cảm thương đúng bạn mình rồi. Gương lành sao để người soi, đó là thương thiệt giống nồi của ta. Tôi vô danh thiết tha xin tặng, mong bạn lành hiểu đặng đôi lời. Từ bi kinh chúc khắp nơi, những câu quê dốt những lời thô sơ. Giận dữ, giận là mau không thông lưu trữ, tích tụ nhiều nên giữ cọc cằn. Hiền lương bị ác trói trăng, sức mạnh nóng nảy khó dằn mới nguy. Nhiều loại nông cực kỳ ứng chiến, giận dữ lên nó hiện hoành hành, làm cho mất giới mất ranh. Cả ba thứ lửa giật dành đốt theo. Nếu ta muốn quỷ tiêu dập tắt, tập tu thiền vui vẻ nguyện cầu,
tịnh thiền vào lúc canh thâu. Hằng ngày quán xét cả châu thân mình, còn ngọn lửa bạn tình ta chớ, lửa giúp ta nhắc nhở cho ta. Nếu tâm lạnh lẽo vậy mà nhờ lửa hấp thụ tâm đà ấm lên. Lửa nung nấu dừng bền chí đạo, tắt lửa hùng vàng bạo không còn. Lửa hiền giúp đỡ bà con, nếu không nhờ nó ta còn được đâu. Nó nung chi đứng đầu sức mạnh, ngọn lửa lòng bên cạnh ta hoài. Biết tu lửa ấy mới thay, tâm là chủ tể đặng sai lửa làm. Mong quý khách thiện làm ác bỏ, tôi vô danh việc rõ ráng tầm. Từ bi bác ấy tu tâm, trong ta dù có lửa hầm tắt ngay. Đây là bên trần ai vùi dập, đâu có ngừng tới tấp liền liền. Tháng ngày trằn trọc liên miên, khổ từng giây phút đạo điên không chừa. Còn nhân loại ghét ưa bất nhẫn, không biết tu nó dẫn tấn công. Hành hung tại chốn trần hồng, ráng tu nhờ Phật dẹp xong chớ gì. Ghét thù, ghét thù oán hận chất chồng, biến thành địa ngục trong lòng của ta. Thù sao làm quỷ ngã xoa, suốt đời giam hãm vậy mà khó lên. Ghét ganh như thể mũi tên, bằng người không kịp rỉ rên mỗi lời. Thù sâu oán hận đời đời, chừng nào cho dứt dậy thời chúng sanh. Tâm không chút nào lành, ghét thù hận oán tranh giành lẫn nhau. Không tu chẳng biết ngày nào, lòng phàm sanh nảy biết sao mà lường. Nguyện tu nhờ Phật chủ trương, dẫn lối chỉ đường giải thoát là xong. Cả kêu quy khách trần hồng, mau về cho lẽ thoát dòng nguy nan. Về tu theo Phật nhẹ nhàng, tịnh tâm quán xét lẽ làng thì mau quên đi những
chuyên ngày nào. Bây giờ thực tại làm sao cho rồi. Lập công tích đức mấy hồi, hiền từ của Phật được ngồi qua sông. Lui ra khỏi bến Trần Hồng, như tù phóng thích khỏi dòng đề lao. Kể ra chi xiết âm hao, thường chúng lệ trào có miệng phải câm. Ráng tu cho khéo kẻo nhầm, đường về Phật tịnh hố hầm trong gai. Thẳng đường trực chỉ đi hoài, đừng luận đường vắng hay dài làm chi. Trên đường cứ niệm A-di, đầy đủ năng lực kiên trì tới thôi. Ta chỉ bông xế chiều rồi, mau mau kiếp kiếp phản hồi cho xong. Đò ta đậu bến Trần Hồng, xin mời quý khách thành lòng bước lên. Kế tiếp bài tập cho quen. Tập cho quen tánh hiền lành, ngày qua tháng lại không sanh dữ dằn. Này hỡi các bậc thiện căn, ráng mà tập tánh cố dằn tâm quen. Hằng ngày qua lại mấy phen, giữ lời nho nhã trui rèn đừng quên. Hiền nhân vui vẻ chi bền, tập sửa tâm tánh mới nên là người. Khổ đau cùng tập tươi cười, chưa quen phải ráng từ từ rồi nên. Người tu phải dừng chí bền, người đời cũng tập mới nên sao này. Tập đừng vui quá không hay, buồn nhiều thì khổ sau này còn đâu. Ghét thương giáp mặt đối đầu, tập không thương ghét buồn sầu vui lơi. Thẳng đường lập hạnh thảnh thơi, tu cho tâm tánh như lời thốt ra. Lửa lời nhỏ nhẹ thiệt thà, câu nào gút mắt thì ta bỏ lìa. Không bưng không bờ già lìa, nỗi năng mực thước gương kia người nhìn. Nhất là lặng lặng làm thinh, tu tâm sửa tánh cho mình thành nhân. Tập cho quen sự cơ bần, sau này rảo bước rừng tầng gặp ta. Lòng từ thầy quá thiết tha,
Vô danh tặc ký lời ra khuyên đời, tập thì quen các bạn ơi, nếu ta không tập trọn đời được đâu. Tập tu sám hối quay đầu, ăn năn chừa lỗi mưu sâu nhiều đời. Tập tâm tánh tốt thành thơi, tập sống với đời ai cũng mến thương. Chưa đi thì thấy dài đường, tập đi mãi mãi thấy thường gần bên. Người không tập sao được nên, ráng mà tập tánh mới nên là người. Tập làm phước đức cho dư, tập tánh nhân hậu người người mến yêu. Tháng ôi trong buổi tiết chiều, giam mình trong chốn âm liêu tu trì, đặng ta thực tập hạnh nghi, ngồi nằm đi đứng giống y Phật ngài. Mình là đệ tử Như Lai, Phật đã thành trước ngày mai mình thành. Tập tâm tánh hài hòa nhân hậu, đằng sau này noi dấu thánh hiền, là người rặt giống rồng tiên, ăn năn sửa đổi tu hiền tồn lai. Xưa không hiểu cuồng say mê nhiễm, theo phường đời tửu điếm trà đình, bỏ quên mất hẳn tâm linh. Tâm cuồng trí quẩn thì mình còn chi, tự mình giết mình thì không biết, tạo ác gian là việc không còn. Có cầu lại bái năm non, hay là sắm sửa món ngon cầu thần. Trong che lấp hồn thân quá sâu, không chút gì nhân hậu ở đời. Người ấy phải chịu chơi dơi, đừng nên dậm đất kêu trời tội thêm. Nên ăn ở trọn niềm chung thủy, lòng thẳng ngay có bị thế nào. Trời thương nhỏ giọt không sao, hòa cùng Thượng Đế có rào cản ngăn. Người chân thật khó khăn nào ngại, cảnh nghèo nàn nguy hại không phiền. Nguyện cầu trời đất thiên liêng, hiền từ nhờ Phật thánh tiên gia trì. Thương cô bác sợ nguy tánh mạng, hễ mình gieo mình hưởng chớ ai. Ác hung rơi xuống ngục đài,
hiền lành tu đạo Phật Ngài thượng ban. Nay thấy cảnh trần gian gặp lúc, sắp tiêu điều ta túc chỗ nào. Thấy người đức kém thần hao, tâm mê quyển hoặc làm sao phục hồi. Đúng mùa tiết trồng rồi chờ hướng, bao nhiêu năm dung dưỡng ác gian. Nhìn xem thấy sắp bò càng, căn nào quả nấy rõ ràng nào sai. Trưởng phước đức nay mai được hưởng, biết tu chân không vướng bụi trần. Tuy rằng trả nợ xác thân, linh hồn hướng Phật tâm thân nhẹ nhàng. Không còn nợ trần gian lôi kéo, đó là do mình khéo đường tu. Biết bao thử thách mặc dù, kiên trì nhẫn nại công phu lìa trần. Cũng do mình hồn thân bi lụy, nay nhờ tu luyện trí sáng ngời, xa lìa bể khổ chơi vơi. Trăm ngàn đời kiếp đổi dời quá lâu, nay tỉnh giấc lo âu kiếp kiếp, đặng dời chân cho kịp quân này. Trễ rồi ba tánh nào hay, nhìn coi bốn phía đông tây hải hùng. Tội lỗi chúng muôn trùng nơi đó, trời cứu không hay bỏ chúng sanh. Chắc rằng Ngài cứu người lành, sao còn tồn tại thanh danh rạng ngời. Kẻ gian ác phải thời chịu tội, đã tới giờ chưa hối cải mình. Đất trời Phật Pháp không tin, cho nên phải chịu linh đinh dập dồi. Mau quay lại trễ ôi khổ lắm, giận dữ dằn bị đắm bể sầu. Thương người ta bãi lo âu, vô danh xin tặng ít câu làm quà. Vô danh chữ nghĩa không thuần, biết câu luân lý biết đường thoát ra. Nam mô cầu nguyện Phật Đà, hộ cho bá tánh nhà nhà tĩnh tâm. Biết bao nhiêu kiếp sai lầm, lạc đường nên bị xa hầm hố sâu. Sai mê diệt thế quá lâu, giam mình vào ngục mà đâu có tường. Cuối đời lạnh lấy thê lương, gieo về hưởng nấy tận tường như trăng.
sanh nóng không dằn, sanh ra điều ác khó khăn hằng ngày. Tập tu tâm tánh mới thay, sửa từng giây phút rứt rai an lành. Đừng cho tâm nọ nảy sanh việc làm không đúng lợi danh khử trừ. Hằng ngày tạo phước cho dư, kiểm tâm từng phút sai hư sửa liền. Không gieo ác thảm lụy phiền, nỗi năng mực thước làm hiền tu chân. Tập làm hiếu nghĩa thảo ơn, trung can nghĩa khí không sờn khó khăn. Tập tu chân chính công bằng, hiền nhân quân tử đạo hằng nào sai. Vô danh xin tặng một bài, người xưa để lại ngày nay vẫn còn. Kể ra để nhắc bà con, ráng tìm mà học mới còn ngày sau. Hư thân mất đức còn nào, tâm tánh không ổn làm sao sống đời. Dục tình xô khắp mọi nơi, nằm trong lục dục tiệt đời rõ chưa. Vô danh ta bút xin thưa, rừng hoang cỏ vắng buổi trưa viết bài. Để rồi tặng khách trần ai, thọ tùng quy Phật ngày mai mới còn. Nhủ lòng kinh mến bà con, mau mau rốt ráo bảo toàn được thân. Bệnh đau chết chóc quá gần, hình như thấp thoáng tử thần gần bên. Lắng nghe chúng nó rỉ rên, nếu trễ giây phút bắt tên nạp vào. Rơi xuống địa ngục làm sao, kính thưa bá tánh đồng bào gần xa. Ăn năn sám hối tại nhà, làm điều phước đức mới qua quân này. Mái trời chớp nhoáng dần xoay, đông tây nam bắc chưa hay sự gì. Đôi đau ôn dịch ly bì, Phật răng trời phạt còn gì dân ơi. Chắp tay niệm Phật cầu trời, vô danh chỉ có mấy lời gian sinh. Quyển sách không phải quyển kinh, hiểu lầm tác vọng ta xin đừng truyền. Nếu ai thật sự có duyên, lật xem rồi hiểu biết liền khỏi truy. Việc đời mau ráng bỏ đi, thu gom dẹp bớt phàm ly đặng về. Tại sanh rồi lãnh nặng nề,
không sanh về cõi Bồ Đề cho an. Sanh chi nghiệp chướng trần gian, sanh nhiều sự xấu hỏi nhàn được không. Còn sanh một già mấy lòng, đổi thay thay đổi não nồng gai go. Vì thương khuyên nhắc dùm cho, ngủ mê tỉnh dậy thức lo tu trì. Giảm đời tăng đạo mau đi, tu cho chân thật có gì quý hơn. Dựng tâm một một không sờn, quy y hướng Phật còn hơn ngọc ngà. Nhìn xem trời đất bao la, mãi lòng không lọt chẳng tha người nào. Cứ gieo hung ác làm sao, không sớm thì muộn bệnh đau trảm trừ. Cuộc đời ít phước ác dư, phàm đầy linh láng thánh hư không còn. Phàm đời mê chuộng món ngon, còn thánh quyết chí làm tròn thiện nhân. Cả hai giáp mặt tại trần, phàm đời nhiều quá thánh thần phải lui. Nhắc ra ta cũng bùi ngùi, đang tìm đường thoát đang dòi mài tâm. Bơ ai khi trước sai lầm, đây là quân cuối ráng tầm về mau. Ta đây không biết làm sao, biên bài kính tặng đồng bào Việt Nam. Nhớ câu nhân nghĩa cứ làm, những điều sai quấy nhảm tham phải chừa. Yên vui biên mất ghét ưa, gia đình đoàn tụ sớm trưa mạnh lành. Sau cùng chúc hết chị anh, cố tâm tu sửa phụng hành tổ sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.